Vâng, bạn đã bao giờ xem kênh Tượng Gỗ Văn Sáu chưa? Kênh Tượng Gỗ Văn Sáu là một kênh có thể được đánh giá là một kênh rất nhiều các sản phẩm về đồ gỗ. Hôm nay thì Tượng Gỗ Văn Sáu sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị được tiếp tục ngắm nhìn những tác phẩm về tượng gỗ phong thủy, cũng như là những mẫu bàn trà, bộ bàn ghế, những mẫu tượng con giống hay là hoành phi câu đối rất là giá trị. Tượng Gỗ Văn Sáu thì ở số nhà 407 đường Hoàng Quốc Việt, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, luôn luôn đem đến cho quý vị cái giá trị về những cái tác phẩm đồ gỗ. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị để cho quý vị chiêm ngưỡng một đôi lục bình bằng gỗ mít, một cụ di lạc bằng gỗ hương và một chiếc khay trà bằng gỗ hương để cho quý vị được ngắm nhìn. Hiện nay thì quý vị đã được nhìn thấy ba cái tác phẩm đó ở trên màn hình. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị để cho quý vị được xem tận nơi, xem tận gần đến cái tác phẩm để quý vị thấy được là cái giá trị về lưu vân hay là giá trị về màu gỗ để cho quý vị lắm được. Đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái khay trà. Đây là một cái khay trà bằng gỗ hương. Gỗ hương ta, chúng tôi có chạm một chú chuột phong thủy ở đây. Chiếc khay trà này có chiều dài 70, chiều rộng 40, chiều dày là được 14 cm. Với chiếc khay trà đẹp như thế này thì giá thành của chiếc khay trà này là 2,5 triệu. Chúng ta thấy được rằng là 2,5 triệu một chiếc khay trà thì không phải là rẻ, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái giá tiền 2,5 triệu chúng ta bỏ ra, chúng ta được mua được một chiếc khay trà đẹp, nó cũng rất giá trị. Cái quan trọng ở đây là nó đẹp, nó giá trị ở cái phong thủy, nó giá trị ở cái cách những người thợ chạm khắc. Đấy, cho nên là chúng ta trưng bày một chiếc khay trà như thế này là một chiếc khay trà được đánh giá là rất là mỹ mãn trên một cái dòng gỗ quý như vậy. Tiếp theo nữa thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về đôi lục bình. Đôi lục bình bằng gỗ mít rất là đẹp. Gỗ mít này là gỗ mít ta, mà trên mảnh đất Thái Nguyên thì người ta vẫn lấy quả và để ăn đấy. Thì quý vị thấy được rằng là những cây mít mà có cái đường kính 30 như thế này là những cây mít có tuổi thọ ít nhất của nó cũng phải lên đến 4-55 thì nó mới có cái lõi to như thế này. Và cái đôi lục bình bằng gỗ mít này thì nó cao 1m1, đường kính 30. Chia sẻ với quý vị thì các cái đường nét tiện cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Cân đối. Đấy, đôi lục bình này có giá là 10 triệu. Chia sẻ với quý vị thì 10 triệu một cái đôi lục bình như thế này. Quý vị nhìn vân của nó cũng khá là đẹp. Gỗ mít là một trong những cái dòng gỗ rất là quý. Và những cặp lục bình người ta hay thường hay trưng bày ở phòng khách hay phòng thờ. Đấy, rất là đẹp. Thì chúng tôi cũng làm lên những cái tác phẩm này để chia sẻ cho quý vị, để mong muốn rằng là giới thiệu cho quý vị để quý vị biết được một cặp lục bình nó giá trị và cách chúng ta trưng bày sắp xếp rất là hợp lý. Đấy, tiếp đến nữa thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về cụ di lạc. Một cụ di lạc được đục chạm rất chi là đẹp, giá trị ở cái gỗ hương này. Dòng gỗ hương là một dòng gỗ rất là đẹp, kể cả về màu sắc cũng như là về cái vân gỗ, đúng không ạ? Cái tác phẩm này thì chúng tôi có ghép một chút ở từ đây xuống, hất sang bên này là chúng tôi có ghép một chút. Còn bên cái bức tượng này hoàn toàn là liền khối. Đấy, với cái đường nét chạm khắc cũng như là một cái phôi gỗ rất lớn, có một cái chiều cao của cái tác phẩm này là 1m42,
rộng 70 và sâu là 44. Giá thành của cái tác phẩm này là 17 triệu. Chúng tôi bao miễn phí cước vận chuyển cho quý vị và các bạn. Về cái mặt đằng sau thì cũng khỏi phải bàn, nó rất là đẹp. Chúng tôi cũng không check mặt đằng sau, bởi vì là khi chúng tôi vào check thì cái mặt đó là nó phản sáng, cho nên là nó sẽ rất là tối, nhìn rất là khó nhìn. Vừa xong thì chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị như thế là quý vị cũng đã nắm được rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Một cái tác phẩm như thế này. Khi mà xem video thì chúng tôi rất mong muốn quý vị hãy đăng ký trên kênh của chúng tôi, để mỗi khi chúng tôi phát sóng thì quý vị là người đón nhận được những cái tác phẩm này. Và rất mong quý vị hãy chia sẻ, subscribe cho trung tâm của Tượng Gỗ Văn Sáu. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem các cái video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu ai chưa đăng ký thì hãy nhanh tay đăng ký trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn.